mắn đây à? Miền thăng đã lúa à? Dạ. Miền thăng này. Mày tình tết vô tờ hố. Dạ. Có cái bọc ấy. Bọc thì bớt hết. À, chè, chè vậy. Cái này là rau đắng lúa phèo phon đấy, đồ từ lâu muối á. Dạ. Đồ từ lâu muối á, phần này từ lâu muối từ tăng từ lâu muối. Dạ. Để chọn cha hỏi chọn cha thì không cần vừa học bám ấy đấy, vừa lục mớ nó lâu lục mớ á. Bà ông mua trái hay cốn mua mua à? Dạ. Miếng từ riêng số đây đấy học lớp mấy rồi? 3, lớp 4. Ây da, lớp 4 vô học lại là học lớp 4 hả? Dạ. Mấy vài hôm nữa là tới vô học rồi phải không? Dạ. Cái này là cây rau đắng nè nha bà con. Yeah, cái này là rau đắng nhưng mà nó hơi già. Yeah. Ăn cũng được nhưng mà nó hơi già. Yeah. Bé này biết tiếng gì không? Hả? Nè, biết tiếng gì không? Không, mà không mà học tới lớp 3, lớp 4 rồi nói không? Ừ, yên thế. Rau đắng này nó hơi già chứ cây non nó ăn ngon nhưng mà vẫn còn ăn được. Ăn cái này nó nên thuốc. Thuốc má. Ừ. Cái hà đâm tự hộp đó mà cha cha tí. Ừ, xem tiếp. Cha cái vô tới hà là đâm tự hộp chữa. Ừ, cái này làm nó già quá mình đem đi phơi rồi mình làm kiểu uống như uống trà. Dạ. Hộp tay. Ừ. Cái này uống nó mát. Mai cái tinh vô cha tí đi. Cái vô tơ ha đó. Ờ, cái vô tơ ha đó thì thơ tài phân nè. Dạ, nè, khá cái vô tơ cân. Ừ. Vô tơ cân, vô tực vơ. Thì tực vơ hộp tiện. Ừ, cái này uống nền thuốc. Giống vô ta hộp tầm lúa đó. Dạ, hộp lúa cháo. Hộp cháo dân tới giờ lia tức không ai hề. Dạ, dạ. Thì châu lỡ đã châu tới. Tức trái. Tức ấy mới xin anh á. Này cho chú mùi mâm kho ấy bà nè. Mâm kho. Nó tá bàn mà một bạch.
Đường này người ta cũng đổ bê tông nhưng mà muốn làm thì là phải mở đường rộng chút, mà mở đường rộng thì nó vô dính đất của dân, thì có người ta đồng ý cho hiến đất, còn có người ta không đồng ý hiến đất, thành thử không có, chưa có làm được. Có ồn mà không có nắng nữa. Ở đây thì người ta cài ruộng bằng máy cài. Trên này ta thu hoạch
ớt, bắt cá, cua, chuột cũng bắt luôn. Trên ruộng này thường là có loại như là ớt nè, cá nè, cua nè, chuột nè, lươn. Đến nãy giờ Nhi chưa thấy được con nào cũng. Với cái đồng mà có nước á, thế mà cắt xong cái người ta đi vô người ta chích rồi kiếm chích rồi bắt cá, bắt cá hay bắt ếch rồi. Đứa nhỏ ở gần làng hay có mấy đứa nhỏ nó chạy nó xuống nó kiếm bắt ếch, bắt nhiều khi có chuột ở đây thấy cái bộ nó khó rồi. Bây giờ thấy tụi này không có chích được con nào hết. Trên ta đang thu hoạch đây lấy rôm, ai lấy rôm lấy, ai bắt cá, cá bắt bắt ớt, bắt nhái, ai lấy lúa lúa lúa. Thầy chở rôm